Kỷ nguyên hải tặc, game One Piece chuẩn nguyên tắc, cam kết tính năng độc quyền, update không hồi kết, tải game ngay, kỷ nguyên hải tặc.com. Dăm Festa, Oda tiết lộ trận chiến tâm điểm 2023, dự đoán đại hỗn chiến giữa người đó và kẻ ấy. Yo, xin chào 500 anh em bằng hải tặc Sam Soi đã trở lại với channel của mình. Nhân dịp sự kiện Dăm Festa được tổ chức cuối năm bởi nhà sản xuất Sueisa, Oda, tác giả của One Piece cũng như movie phim Red là mưa làm gió nguyên năm, vừa qua đã cho chúng ta một pha gợi ý điên rồ về nội dung thế giới một mảnh trong năm tiếp theo. Ông nói rằng 2023 xoay quanh trận đại hỗn chiến giữa hai cái tên hết sức tên tuổi. Bonus thêm danh tính chính là người đó và kẻ ấy. Thật tình biết cách chôn độc giả quá chừng, dỗi hết sức. Lời tuyên bố của Oda trực tiếp khiến chúng ta đoán ra đoán non về trận đấu này. Kẻ nào sẽ đối đầu với người đó đây? Ngay từ bây giờ, hãy cùng Ad đưa ra một số nhận định và phân tích tỷ lệ các kèo đấu xảy ra anh em nhé. Dự đoán đại hỗn chiến người đó và kẻ ấy. Get go thôi. Luffy và Lucy. Mở hàng cho video hôm nay, người đó và kẻ ấy ở đây. Adam muốn nói đến cặp đấu kỳ phùng địch thủ một thời giữa Luffy và Lucy. Từ khi biết được bộ mặt thật của CP9, Captain Lou nhận ra ngay đối thủ của cậu cần phải đánh bại, không ai khác là gã bổ câu diễn xuất quá đạt. Với hai kỹ năng mới, Gear 2 và Gear 3, trận đối đầu kinh điển, thiên tài sát thủ báo hoa mai trở thành một trận đấu solo mãn nhãn nhất. Ở đó, hai bên gần như cân tài cân sức, kẻ 8 lạng, người 800 gram, ăn miếng trả miếng đầy đủ gia vị cho một trận solo đúng nghĩa. Giờ đây gặp lại nhau, vị thế của hai người đã khác đi rất nhiều. Không còn là hai kẻ lạ mặt mới gặp nhau đôi ba lần. Lucy trong 2 năm tập luyện đủ chính gia nhập tổ chức CP0. Còn Luffy trở thành tân tư hoàng thời đại mới. Chú báo thủ vẫn ngày ngày mong ngóng trận tái đấu để rửa mối hận thù ở Enies Lobby. Tình cờ thay, tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa, né Luffy ở Wano, cuối cùng lại hội ngộ tại Egghead. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo từ Kaku và Stussy. Rob Lucy quá cay cú đấm thẳng vào địa ngục, bị Luffy hành cho giả bã. Hình ảnh mới đây ở chương 1070 cho thấy, tầm này thuyền trưởng mũ rơm quá ảo chỉnh rồi. Kaido mà cậu còn vơn được thì chú mèo hoa tuổi gì mà sánh vai, tuổi còn ngàn con. Việc Oda nói thêm trận đấu giữa hai người đó trong năm tiếp theo, Ad lập tức nghĩ đến Luffy và Lucy. Bởi đơn giản, nó đang diễn ra và chắc chắn sẽ kéo dài qua Tết Dương. Hết chapter mới tuần này là One Piece sẽ tạm nghỉ khá là dài đấy. Nhưng Oda chưa bao giờ dễ đoán đến thế. Một trận đấu ngày trước mắt chắc chắn không phải là thứ mình đặt cược quá nhiều. 10% là tỷ lệ Ad tin rằng tác giả muốn khai thác nhiều hơn kèo solo giữa hai kẻ sở hữu năng lực xoan thức tỉnh. Còn anh em thì sao? Có bị Oda dắt mũi như bao lần không? Lo và dâu đen. Khả năng cao hơn một chút, từ 10 lên 20%. Ad nghĩ đó là trận đấu giữa Lo và dâu đen. Hai vị thuyền trưởng thuộc thế hệ tồi tệ nhất, đang hay thì đứt dây đan. Trận đấu càng vãi trưởng, cuối cùng lại bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của bọn CP0, làm náo động cả hòn đảo khoa học. Còn nhớ lúc dâu đen chặn đường mang hải tặc trái tim, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào màn thủy chiến, các thủy thủ đoàn dưới trướng anh luật. Bản thân tên hải tặc 3 tỷ Bailey cũng có pha xuất thần đâm xuyên qua người tư hoàng dâu đen. Tính ra, lo xiên những 3 tư hoàng từ Wano cho đến này rồi đấy. Ngầu phết. Oda muốn tạm thời làm cụt hứng anh em để còn xoáy vào mạch chuyện chính Egghead nữa chứ, để cho lo và dâu đen chiếm hết spotlight thì toang. Do đó, hôn chiến này sẽ trở lại vào năm tới, chắc chắn là như vậy rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, có thật sự kèo hai captain hàng đầu tân thế giới có đủ sức hút để Oda tuyên bố hùng hồn như cái tiêu đề hay không? Theo Ad, tác giả đưa vào một vài trận đấu mở hiện tại để gây tò mò cho độc giả thôi. Giống như trận Luffy và Lucy, nó quá rõ ràng để dự đoán. Nếu đúng thế thì còn gì gọi là thú vị nữa. Nhưng có một yếu tố Ad hơi phân vân. Oda nói rằng, hy vọng sẽ không có ai phải chết. Nghe câu này cảm thấy lo lo cho bác sĩ tử thần thật sự. Biết rằng, anh rồi cũng sẽ bại dưới tay của Tít thôi. Nhưng là bại theo cách nào mới đáng nói chứ? Dâu đen chặn đường một trong ba siêu tần tình hàng đầu, đơn giản là nhắm tới trá quỷ của họ. Cả Luffy, Kid, Law đều sở hữu trong tay sức mạnh đáng giá. OPOP tính ra quá hơi về mặt giá trị và lợi ích. Dâu đen vừa lọt sổng Mera Mera của Hàn Cốc. Không cua được vợ thằng Men, lòng quyết tâm săn trá quỷ của hắn càng dạo rực nữa. Lành ít dữ nhiều đến từ vị trí thần điêu đại bịp, Trần Phan giả luật. Kizaru và thành viên bằng mũ rơm. Anh em xem qua video Kizaru solo Sanji trên kênh chưa nhỉ? Mọi người nhận định như nào về kèo này? Căng quá phải không? Sau khi băng mũ rơm trở thành clan tứ hoàng, đồ độc hải quân không phải là cái gì đó quá ác vía được nữa. Sao quên được khoảnh khắc tứ đại anh hào clan Mugiwara ngồi trên mái hiên dự khán màn tâu hài giữa bò lục Ryokugyu và các samurai Wano?
thư thả thực sự. Tầm vài tháng trước thôi, nghe đô đốc tới còn chạy không kịp. Trước time skip khỏi nói, Kizaru và Aokiji thực sự là nỗi ám ảnh khó phai. Sống có khúc, người có lúc, quan trọng thằng nào được búp sức mạnh kinh hơn. Băng của Main tất nhiên phải được cưng chiều tăng cường những chỉ số tấn công vượt trội. Tư hoàng Luffy và bộ ba bên dưới, Zoro, Sanji, Jinbei, bốc đại ai trong số họ để đối đầu với Kizaru lúc này cũng được cả. Mình thích đó là anh Tư Sanji hơn, bởi như thế chúng ta sẽ có được một cuộc chiến tốc độ đúng nghĩa. Tỷ lệ trận đấu Oda đề cập đến trong năm tiếp theo, 25% thuộc về Kizaru và một trong bốn con quái kiệt bằng mũ rộng. Bởi cũng đến lúc một đô đốc cục ngã, không thể cứ vững vàng như một bức tường thành từ đầu bộ manga đến giờ. Các tứ hoàng, những kẻ mạnh nhất thế giới còn lần lượt bị lật đổ. Bộ ba đô đốc hải quân cũng nên có người bị thoái vị đi là vừa. Mình tin rằng Oda đang có kế hoạch chuẩn bị cho sự thoái trào của một trong ba vị đô đốc. Không còn gì tốt hơn khi ấy là vua Salino, kẻ quá bá đạo mỗi lần hắn tham chiến. Nói chung cũng cay, nhìn mặt hơi khó ưa tí. Hạ được Kizaru quả thực là một điểm tích không thể tin được, đánh dấu bước đầu tiên đẩy tổng bộ vào tình thế báo động. One Piece đang đi vào cuối game rồi, Oda tạo dựng mô típ đồng minh bằng mụn rơm đối đầu với chính quyền thế giới. Tổ chức được Vegapunk khẳng định là lớn khủng khiếp. Hải quân chỉ là cánh tay phải của họ. Quy mô hỗn chiến không thể chỉ dừng lại như ở trận Marineford 2 năm trước. Càng đi vào Final Battle, phản diện đứng đằng sau phải cấp độ thân kiểu vậy. Một đô đốc bị đánh bại sẽ mang tới rất nhiều cảm hứng cho trận đại hỗn chiến mà tác giả nói đến trong buổi lễ Jump Festa vừa qua. Ý kiến của anh em như nào? Liệu rằng có thực sự là màn đọ tốc độ giữa hai con Pikachu, Kizaru và Sanji không? Raugen và Insama. Một trong trận chiến kinh điển được độc giả mường tượng rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Kèo solo người người mong đợi, nhà nhà mong ước, Insama và Raugen, hai cái lãnh đạo hai tổ chức đối đầu trực tiếp, chính quyền thế giới và quân cách mạng. Insama, kẻ ngồi lên ngai vàng trống mà Sabo lầm tưởng ngôi vị đó vô chủ, cho đến khi anh bắt gặp một nhân vật bí ẩn bước đi ở Pangaea. Hắn chưa bao giờ lộ mặt, nhưng được tung hô với giải thoại ngũ lao tình phải cúi đầu, kẻ đứng sau tất cả mọi âm mưu che giấu dòng lịch sử bị mất. Monkey D. Dragon phải xây dựng nền quân khởi nghĩa với mục đích duy nhất là hạ bệ chính phủ, trao trả tự do cho người dân vô tội. Sớm muộn gì, họ cũng phải một lần nữa đụng độ nhau thôi. Có tới 45% tỷ lệ trận đấu này sẽ xảy ra. Nếu như át đoán không lầm, Dragon vẫn còn cay cú vụ xà bồ hai lần hung tin. Hiện tại, chưa rõ tình hình tổng tham mưu trưởng quân cách mạng như nào rồi. Chỉ biết rằng Viêm Đế chịu chung số phận hứng chịu đòn tấn công hủy diệt ở hòn đảo Lulusia. Anh mà có mệnh hệ gì, chẳng cần Luffy phải ra tay, toàn bộ quân cách mạng và đặc biệt ngay thủ lĩnh Dragon không thể bỏ qua cho tội ác diệt chủng của kẻ đứng đầu Marijoy. Có thể không phải một trận tổng tấn công, nhưng anh Long và các chỉ huy sẽ có màn trả thù thâm kín, ít nhất là gây khó khăn cho họ và biết được danh tính kẻ thống trị ngai vàng thế giới là ai. Oda hy vọng không ai chết giữa hai nhân vật mà ông nói đến. Do đó theo át, Dragon vẫn sẽ sống tiếp thôi, để còn lãnh đạo tổ chức quân khởi nghĩa hỗ trợ thằng Main trận chiến cuối game đấy chứ. Vẫn còn đó kỳ vọng màn tái ngộ giữa hai trẻ con nhà Monkey D. Liệu Dragon bỏ nhà ra đi với lý do gì? Có thực sự chính đáng và đáng được tôn trọng hay không? Xanh và dâu đen. Đây rồi, trận đấu được mong đợi nhất vào năm 2023 sắp tới. Hai kẻ thù không đội trời chung, đúng kiểu ghét nhau như chó với mèo. Xanh tóc đỏ và tít dâu đen. Mối thâm thù của họ bắt đầu từ khi rằng thừa còn thuộc đội hai băng dâu trắng. Ba vết thẹo trên mắt trái chính là tác phẩm của thằng đen. Mỗi lần soi gương, tóc đỏ lại nhớ đến gương mặt khó ưa của hắn. Vết sẹo cứ thế dấy lên từng cơn đau. Không phải Luffy, Xanh mới là người có khả năng cao nhất solo với Tư Hoàng Dầu Đen trong tương lai gần. Nếu trận đấu này diễn ra, đồng nghĩa tin dữ thuộc về bác sĩ Tử Thần Lo. Đến hơn 70% mình nghĩ, Oda đang muốn đưa trận đấu giữa hai Tư Hoàng có truy nã cao nhất hiện tại lên manga. Qua đó cho chúng ta biết quá khứ và mối quan hệ bất hảo giữa hai kẻ này. Họ đều ít nhiều liên quan đến thuyền trưởng vĩ đại Rogue. Người thì được dâu trắng mang về từ đảo Hoàng, lập kế hoạch mười mấy năm nằm vùng. Kẻ lại là con nuôi của Roger, được ông nhặt về ở Gold Valley. Dầu đen kế thừa ý chí của Rose, ai cũng biết, nhưng tại sao Xanh lại liên quan đến trận chiến kinh điển thung lũng của những vị chúa? Hai kẻ này có liên quan gì với nhau đây? Tóc đỏ và răng thưa, đây không đơn giản là keo solo của hai vị thuyền trưởng. Màn thể hiện giữa các thủy thủ đoàn hai bên cũng tạo nên điểm nhấn không kém cạnh. Hai clan thách đấu được mô tả là hoàn toàn trái ngược nhau từ sức mạnh đến lý tưởng sống. Hơn hết, chúng ta đều muốn biết ai là kẻ mạnh hơn, Tứ Hoàng Xanh hay Dầu đen? Haki hay Trái Quỷ mới xứng đáng ở top 1. Trận đấu quyết định rất nhiều thứ. Thật sự không muốn, nhưng cần phải nói rằng nếu Xanh có mệnh hệ gì, vô tình tạo động lực cho Luffy trong chuyến hải trình cuối cùng tìm đến kho báu One Piece. Nếu Xanh vẫn còn ở đó, thật khó tưởng tượng cách thằng Main đoạt được một mảnh một cách dễ dàng. Ok, trên đây là video dự đoán đại hỗn chiến giữa người đó và kẻ ấy. Ý kiến của anh em như nào nhỉ? Comment bên dưới cho mình biết nhé.
Như thường lệ, chào đón ba bạn may mắn đến với channel Thuyền trưởng Sam Soi. Roblox Nasaku, chúc anh lên 600 cả sắp. Lệch nhách không biết nào mới hoàn thành KPI đây. Dạo này kênh mất tương tác nhiều phật chán đến nơi. Toàn Huy 3108, anh Sam Soi cho em lên TV được không ạ? Được chứ, ăn nói nhẹ nhàng lịch sự như này thì có lý do gì để không giúp đỡ newbie của chúng ta. Thùy Linh Trần 4167, hello anh Sam đi Soi, vào buổi trưa nóng như Pinh Chiêu Linh. Thôi thôi, thời tiết 5cm như này, ăn Pinh Chiêu Linh có mặt teo vòi. Bạn nào chưa may mắn, chờ đợi video sau nha. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho ekip của bọn mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!